Xuất đây các bạn nhé, bạn xem rất ngày nay khi nhóm bạn mà chơi luôn chỉ muốn cam vị thi là Oppo để chỉ cả đã bằng hai media first look chỉ muốn nâng Oppo Reno 6 5G. Nhóm của bạn vi mà khưởng đá dầm bây giờ mà unboxing bằng hai nhà tặng ngọc nhé. Ok lấy dầm mà bao bọc tặng ngọc nhé, thay không đi mình để kịch lại. Xem nhé, bao bọc vi cứ bởi dương tam tới cái việc sử điện cho mùi năng ở Oppo Reno 5 ca bị cho nam ca bị ca bị đam cho nam đá nhưng mà tới việc sử điện thế này vì bộ họ ấy design đôi khi này chẳng khó tạo lệch thay cho mùi năng ở so Z5G này thì hồi bảo khẳng khăn ông viên này có đôi khi này đấy vì mở tới việc premium. Ok anh ấy cứ chỉ dập hơi nè nóm hay khăn ông năng miên cast mà cho chạy sim dập hơi nè nóm đồ tu sập tờ tây đấy đấy hay chụp po smartphone mà cứ nick cứ chụp po máy để cái áo chụp mua thay Stella Black mà vì máy rất lớn vì máy cơm ni thay một đón vì ở chợ Nam cái giải đây là bao nhiêu tí hay nghe số không khai chấp cam mà tên hay dùng po máy ní có vì hiện đang chiên po Aurora 5 mm zone sẽ 5 mm phòng này vậy tới vì nhưng ắt đắng này khoảng đại dương maintain tới việc đàn trình tích hay là những bài tập chào sẵn. Ok, thì bật to mà khẳng khăn nóng. Nhi kì chợ đông xa thơm mô xem sửa vắt để vi support cho mỗi năng Oppo Reno 5G ní cứ vi, Reno 6G 5G, sorry vi support cho mỗi năng vô 4.0 hay cho mỗi năng đông xa xa sửa vắt anh ấy đom nick size xe USB Type C hay chỉ mua năng cả các size chỉ mua năng run 7.5 mm. Ok lấy tủ sạc dương bột hai ấy dương set up viên tích chỉ mua năng smartphone Oppo Reno 6Z 5G ní cứ việc ông vẽ một chỉ mua năng bản test chip tập hết Dimensity 8000U 5G để chia robot cầm hôn MediaTek hai vía có ba bóng pẹt một chùm năng RAM 8 GB hai vía có miếng một nghe bằng thêm nửa RAM 5 GB bằng thêm tiền nữa chẳng bà sân chỉ riêng lên game cứ việc nghe solo mình tên cứ việc ô game bán thú rồi all time mà đòn còn ta chạy sday cái gì toàn đang lại thế của toàn bàn ta chạy sday nó bật pi viên lại thế hai chùm pua một nghe camera Oppo Reno 6Z 5G ní có bóng vẽ một chùm mùi nâng camera đang đo từ 64 MP miền camera ultra wide tầm hôm 7 MP nâng macro 2 MP hơi chùm phua camera kháng mục viên bên tiết cứ viên bóng vẽ một chùm mùi nâng lên tầm hồ lúc ế cron để miền tầm hôm 32 MP hơi viên có bóng vẽ một chùm mùi nâng mục nghe thoát rút cái đôi chùi video SS và video cứ viên bóng vẽ một chùm mùi nâng mục nghe chùm nuôi xùm rõ hướng á để vì chui bình thêm sạch mật này một pho dương ở vì sát chơi nhanh như muốn hơi xem nhé camera kháng cỏi chụp mùi nâng men camera cứ ba bằng phép một chụp mùi nâng một nghe portrait flare bokeh flare nâng ngày portrait bokeh flare mode nâng cứ xem nhé thoát hụt đằng phía ngay đằng phía giúp cứ thoát mất ad mình tên cả vì muốn bokeh flare cứ vì miên tại nơi lơ một nghe này một tỷ lớn Oppo Reno 6Z này cứ bấm pẹt lên lớn tặng pì ngay tặng giúp cứ thọt một nghiệp bộ kê flare này bàn tặng pì. Ok chẳng chấm phụ ekran vì mình tầm hôm đó từ và mùa cho size sắp bay in để vì mình tầm hôm thống hay cũng ra rút hiệp đó với ai bằng hai bàn đó HD Plus Full HD Plus chẳng sẽ mẹp ca bằng hai rút hiệp cứ viết ad mặt cho ba tại mà đó nâng này chẳng này cứ chia trở lại khắc lắc pick up unboxing nơi Oppo Reno 6Z 5G này chấm phút cao phát ra tu tới cứ nhóm đang bằng hai nhạc ngọt nên trong video review bánh đầy nhóm đang đặt bằng hai nhạc ngọt nên ngay tì xam sẽ muối khả mục này
អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ